Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh. Hiện nay thì kênh cũng đã đạt được khoảng 19.000 hơn rồi. Rơi vào cỡ tầm để tôi kiểm tra lại nhé. Hiện nay là 19.539 được đăng ký. Tức là còn khoảng độ tầm hơn 500 được đăng ký nữa, chưa đến 500 được đăng ký nữa thì sẽ tròn 20.000. Tôi rất mong các bác là ủng hộ và cái đăng ký kênh và nhớ ấn nút chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại chủ đề ngày hôm nay thì tiếp tục là hậu pháo. Nhân vật này là nhân vật biểu tượng ở trong cái thời điểm mới nhất. Bởi vì thật sự cái quả bom nổ của hậu pháo nó có sự tàn phá vô cùng khủng khiếp. Đùng một cái một ngày và bế luôn cả một bí thư và ba chủ tịch bao gồm có cả đương kim, hai đương kim chủ tịch tỉnh và một cựu chủ tịch tỉnh và một đương kim bí thư. Chưa kể rằng là xin thưa với các bác rằng là sau đó khoảng thời gian rất ngắn thì đến ngay cả là chủ tịch nước cũng trùng hợp bất ngờ là đã phải rời khỏi chức vụ, và nó cũng liên quan tới chủ như là liên quan đến cái thời của Quảng Ngãi. Người ta chỉ nói trùng hợp vậy thôi, còn thông báo chính thức thế nào thì chúng ta vẫn phải chờ. Thông báo lúc đó thì khoảng độ tầm 9 người, nhưng bây giờ đến 15 người rồi, mới nhất là khoảng 15 người, nhưng mà cụ thể 15 người đó là người nào thì bây giờ chúng ta vẫn chưa nắm rõ. Tuy nhiên qua đó thì chúng ta có thể thấy vụ hậu pháo vẫn tiếp tục được mở rộng và sức tàn phá đến đâu thì chúng ta vẫn phải chờ. Thế thì có một cái câu nhận xét như thế này. Câu nhận xét thế này. Khi chúng ta đã ngồi, chúng ta đã lơ là những cái kỷ luật. Thực tế, nhiều người hỏi tôi rằng là chúng ta đã có cơ chế để chúng ta phòng tránh cái này chưa? Thì tôi chỉ xin trả lời rằng là có cơ chế. Thực tế, cơ chế thì rất lâu rồi. Thế nhưng mà chúng ta lơ là cái kỷ luật thì thật sự đó là một cái vấn đề. Bởi vì khi lơ là kỷ luật thì lập tức rằng là người ta sẽ có những cái người ta làm sai. Tôi lấy ví dụ trên kênh Nha Trang TV, bởi vì lĩnh vực của tôi là truyền thông, thì tôi chỉ mới ví dụ cái vụ PMU 18 thôi. Từ một cái không khí rất là phấn khởi của người dân. Lúc đó tôi nhớ tôi chỉ là một cậu thanh niên. Thế nhưng mà vẫn đi mua báo hàng ngày ra sạc báo rồi là tích cực để mà xem rằng là có cái gì đó hay không. Thời đó vào mạng nó cũng không phổ biến như bây giờ, và mình phải ra quán internet rồi là mình đọc kia thì mình mới có thể vào mạng mình theo dõi được rồi, nhưng mà chủ yếu thì vẫn là báo giấy. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta có thể thấy rằng là vụ P18 thì đầu voi đuôi chuột, rồi cuối cùng nó kết thúc bằng cái việc mà ngay cả trưởng ban chuyên án là tướng Quắc cũng đã bị khởi tố. Rồi hai người đã bị bắt giam là nhà báo Nguyễn Việt Chiến và nhà báo Nguyễn Văn Hải. Nhà báo Văn Hải thì tôi không biết, nhưng nhà báo Nguyễn Việt Chiến thì các bác có thể thấy rằng là tôi có nói trích dẫn nhiều. Bởi vì trong nhóm chơi cũng có. Thế thì ở đây á, tôi lục lại, chúng ta vẫn nhớ mãi cái câu nói là hơn 3 năm nay tôi chưa kỷ luật ai. Thế thì chính tôi nghĩ rằng là chính vì việc này nó lại trở thành một cái người ta bị nhờn kỷ luật. Chính vì chúng ta không khắt khe trong việc kỷ luật. Bác Hồ thì đã dặn rằng là càng làm kỹ thì càng phải sát sao để mà càng phải có nguyên tắc vân vân đạo kia vân vân. Thì chúng ta lại càng thấy rằng là chính vì việc lơ là kỷ luật cho nên nó mới đẻ ra những cái hậu pháo, đẻ ra những vạn chính phát, đẻ ra những thứ khác. Khi nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta làm ngay từ đầu thì chưa chắc đã có cái việc này. Và cái câu chuyện này nó không phải là cái câu chuyện mà một cái câu chuyện mà xin thưa với các bác rằng là chúng ta bịa ra hoặc là chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện vui phiếm với nhau. Bởi vì như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình thì các bác thể thấy rằng là được đưa công khai. Ví dụ các bác nhìn thấy này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, hơn 3 năm nay tôi chưa kỷ luật ai. Và chúng ta thể trích lại nguyên văn của một cái bài từ tôi nhớ ra. Đó là bài vào 20 tháng 11 năm 2009.
20 tháng 11 năm 2009, tức là sau cái vụ P418, chúng ta thấy này. Hôm qua thì 13 đại biểu đã đăng ký chất vấn Thủ tướng trước Quốc hội, trả lời phỏng vấn riêng của tuổi trẻ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh phải có kỹ năng, bản lĩnh trả lời chất vấn. Ở các nước người ta phải quản trị cộng đồng, học thuyết trình, giải trình với công chúng, trong khi ở ta thì chưa có. Và cái việc trả lời chất vấn thì bắt nguồn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lúc đó với cương vị là Chủ tịch Quốc hội. Thì các bác có thể thấy học thuyết trình, giải trình với công chúng trong khi ở ta chưa có. Và cái câu chuyện mà báo Tuổi Trẻ đưa lên là hơn 3 năm nay tôi chưa kỷ luật ai. Chúng ta thấy này, sáng 19 tháng 11 thì mở đầu phiên chất vấn, Thủ tướng Chính Nguyễn Tấn Dũng trình bày cho Quốc hội bản báo cáo làm rõ thêm những nội dung thuộc 3 nhóm vấn đề, vân vân. Và báo cáo giải trình 24 trang của Thủ tướng trước khi chính thức trả lời chất vấn thì tập trung vào 3 nhóm vấn đề, vân vân, cùng với tăng trưởng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung chỉ đạo một số vấn đề bức xúc về xã hội, làm tốt công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Và có thể thấy rằng là sau đó thì các bác thì thấy rằng là chúng ta đã đang 2024 thì chúng thấy rằng là năm 2010, 11, 12 thì lạm phát thế nào, như thế nào. Và rất nhiều những cái vấn đề được đưa ra. Ví dụ ngay cả ví dụ chúng ta thấy thế này. Báo cáo thì Thủ tướng nhấn mạnh này, vân vân. Chúng ta bắt đầu từ chỗ đoạn này nhé. Tôi đã trích dẫn một văn là các bác này. Báo cáo Thủ tướng nhấn mạnh thì thực tiễn và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành của và tổ chức thực hiện những vấn đề vừa qua, đặc biệt là trong 2 năm đầy khó khăn 2008-2009, thì cho thấy cùng với những cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp, cần có sự chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, nhạy bén kịp thời. Mặt khác, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thì cũng đặt ra câu hỏi bức xúc là không ngừng nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của tổ chức thực hiện để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào cũng đặt ra những chất vấn về những yếu kém của chính phủ và chính người các cấp trong lĩnh vực này. Chính phủ xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng. Và án điểm chậm thì tôi cũng sốt ruột. Đó. Khi báo cáo của Thủ tướng trình bày chưa hết, đã có tới 13 đại biểu đăng ký chất vấn. Ngay từ phút đầu tiên thì Thủ tướng đã nhận được chất vấn khá nặng ký. Đại biểu Lê Văn Cuông của Thanh Hóa thì thẳng thắn, tình hình tham nhũng lãng phí thì không những chưa được ngăn chặn đẩy lùi mà có những biểu hiện hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp, nhiều vụ án trọng điểm chậm và có biểu hiện đầu voi đuôi chuột. Tôi tin rằng là đại biểu Lê Văn Cuông biết là đại biểu đang nói về vụ án nào. Và nói rằng là đầu voi đuôi chuột. Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Ban Cán sự Đảng tại các tỉnh và bộ ngành Trung ương. Có nhiều chủ tịch tỉnh không chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo. Và đặc biệt có chủ tịch tỉnh 5 lần không chịu chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng mà vẫn không bị xử lý, vân vân như thế này. Và cuối cùng thì các bác có thể thấy cái câu chuyện là đại biểu Lê Văn Cuông có những cái câu hỏi. Ví dụ này, việc cho thành lập các trường đại học cao đẳng ngoài công lập không đảm bảo chất lượng thì thời gian qua có biểu hiện quan liêu tiêu cực đến bất bình trong nhân dân. Và không nên lấy, Thủ tướng Tân Dũng thì trả lời rằng không nên lấy hạn chế yếu kém ở một trường nào đó hay một khuyết điểm cụ thể nào đó mà phủ nhận cả thành tựu của giáo dục đại học của nước ta. Việc cho lập trường, nâng cấp trường, mở thêm chuyên ngành, đào tạo không đủ điều kiện như vậy trong dự án đã được phê duyệt thì tôi có trực tiếp hội nghị với các hiệu trưởng của các trường đại học cao đẳng trong cả nước và tôi cũng đã chỉ đạo ra cái này. Cái gì chưa hoàn thiện thì phải bổ sung hay là có quy trình, quy chế, rồi luật lệ nào kia vân vân. Đó. Thế thì đây là đôi điều chia sẻ với các bác mọi người thôi. Để chúng ta có thể lặp lại rằng là bây giờ báo chí, mặc dù là cái bài viết từ năm 2009 thì vẫn còn nguyên cái giá trị. Cho nên khi chúng ta siết chặt kỷ luật đảng, kỷ luật lại thì lập tức rằng là phơi bày ra nhiều việc. Một anh hộ pháo có thể tàn phá nhiều tỉnh thành. Và chúng ta tưởng tượng rằng là có 10 anh hộ pháo đã tàn phá đến bao nhiêu. Là bởi vì chúng ta lơ là kỷ luật. Tôi nói thẳng thế. Nếu mà đấy, 3 năm này không kỷ luật ai thì rõ ràng đấy là cái việc mà các bác thì thấy là lơ là kỷ luật.
Thì từ đó lâm ra người ta gọi là nhờn nhờn kỷ luật, từ đó mới có xảy ra những cái sự việc như thế. Và rõ ràng việc này phải cần phải chấn chỉnh. Và hiện nay thật sự nhiều bác bảo là thay máu, nhưng mà tôi tin rằng vẫn còn nhiều cán bộ rất là tốt, và họ chẳng qua rằng là chúng ta chưa biết họ trên truyền thông mà thôi. Tôi đều chia sẻ các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác một ngày tốt lành.